Hi, chào mừng anh em lại quay trở lại với lại vlog tiếp theo của mình. Đấy, thì anh em hôm nay mình sẽ gọi là ăn cái món khá đơn giản anh em. Đây là kho quẹt nhá. Đấy, kho quẹt. Đây là cơm cháy. Cơm cháy. Là cơm cuộn. À, cơm củ cơm mỡ hành. Đấy. Đây là đỗ mình luộc anh em. Đấy, bây giờ thì chén nó mình sẽ cho trên này cho cái kho quẹt anh em ạ. Kho quẹt thì màu không được đậm cho lắm, mình cho ít nước hàn quá. Ui trời ơi, mời anh em. Khá ngon. Là cơm. Cơm cháy này hơi hơi giòn anh em, giòn quá, giòn quá, nó ăn mỗi cái mồm. Cái bạn làm mình làm xong xong mình mới quay chiếc nó nguội mất rồi anh em, nó không nóng mà. Thank you.
nói nữa. Mà lúc sáng mình vừa mới ăn sáng xong, ăn sáng lúc 7 giờ, bây giờ đang là 11 giờ, 10 giờ 11 giờ nên ăn hơi no. Các bạn mấy cái này à, mình làm quay TikTok anh em ạ. Trong cơm mình làm, mình cuộn này, quay đỗ luộc mình cho vào cho nó đẹp à. Mình nắm không, cơm nắm ấy. Dưới cái mỡ mỡ hành cho lên cho nó đẹp. Cái này mình làm mình quay TikTok, chung rảnh rảnh thì muốn làm video chơi anh em ạ, làm cho vui vì đam mê. Các mình sẽ để cái món làm món kho quẹt với lại cái cơm cháy nhỉ, ở cuối video anh em nhé, cho mọi người cùng xem. Hơi cứng nha mà. Này để nguội nên là nó bị cứng lại. Nhai hơi lâu. Nhưng mà rất giòn nhá. Ăn rất là giòn luôn.
Ok anh em ạ, mình sẽ gọi là kết thúc video ở đây. Tí nữa mình sẽ đói mình ăn hết đấy, chứ mình không bỏ phí đâu nha. Thì kiểu lúc sáng vừa ăn sáng xong nó đang no quá đấy, thì mình sẽ để cái phần mà mình nấu cái món kho quẹt với lại rán cơm cháy đấy anh em nhé. Đấy thì cảm ơn tất cả anh em đã xem, nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ kênh của mình nhé. Hai, chào tất cả anh em.